Tam quốc diễn nghĩa thì kinh điển rồi, chiến tranh hoành tráng, drama linh láng, nhân vật thì ngầu, nhiều bài học deep dark các thứ. Vấn đề duy nhất là nó khá là dài với 120 hồi mà phim chuyển thể thì cũng toàn 100 tập. Nhưng mà trong series này tôi sẽ làm 3 video. Tất nhiên là nhiều chi tiết cũng như là nhân vật sẽ bị thiếu sót nhưng mà chắc chắn là xem xong thì bạn sẽ nắm được diễn biến chính của Tam quốc sau series. Giờ thì let's go. Vào những năm cuối thời kỳ nhà Đông Hán thì vua chỉ tin dùng hoạn quan nên là triều chính bê tha, kinh tế khủng hoảng, dân chúng toàn ăn đất thôi. Quân quá nên là có ba anh em pháp sư Trung Hoa khởi nghĩa. Hội này thì đeo khăn vàng nên gọi là khăn vàng. Quân Hán lúc này yếu quá rồi, không chống nổi nên là phải đăng tin tuyển thêm freelancer hỗ trợ. Phần chuyện này thì chủ yếu là để giới thiệu nhân vật tại vì các cốp to thì đều xuất hiện và thành danh trong cuộc dẹp loạn này như là bộ ba Lưu Quan trường gồm Lưu Bị, ông này bán dép nhưng mà là họ hàng xa bán đại bác không tới của vua quan vũ ông này bán đậu và trương phi ông này bán thịt nói chung là ba ông nói chuyện thấy hợp nhau nên là lôi ra vườn đào kết nghĩa rồi cùng tòng quân ngoài ra thì còn có tào tháo master ntr cháu nuôi của một hoạn quan khá là quyền thế và tôn kiên mãnh hổ giáng đông con cháu của tôn tử lưu bị tào tháo tôn kiên thì là ba người đặt nền móng cho tam quốc sau này thế thì bạn cũng có thể đặt nền móng cho đế chế của người Việt Nam trong game Rise of Kingdom bằng cách thiết lập liên minh với hàng triệu người chơi Việt Nam tạo nên một cộng đồng Việt Nam đoàn kết với 14 nền văn minh đa dạng để bạn lựa chọn từ Trung Quốc, Nhật Bản cho đến Hy Lạp, La Mã vân vân mỗi nền văn minh lại có các phần thưởng phát triển độc đáo khác nhau hãy sử dụng chiến lược của bạn và tận dụng những ưu điểm của nền văn minh để phát triển và chinh phạt nhưng dù có chọn nền văn minh nào thì người chơi Việt Nam cũng đều có chung một ngôn ngữ của sự đoàn kết. Liên minh Việt Nam là nơi các thành viên tụ họp dưới một lá cờ chung mà vẫn hỗ trợ lẫn nhau. Bạn và anh em Việt Nam sẽ chiến đấu vì công lý của liên minh với hàng triệu quân lính và tham gia vào trận đấu liên kết trong một trận KVK duy nhất hàng tỷ sát thương chiến được gây ra. Hãy đến với Rise of Kingdom và trải nghiệm những trận chiến hay và ấn tượng nhất. Bất kể ở tỉnh thành nào, bạn cũng có thể gặp các đồng minh Việt Nam cùng nhau thiết lập các trạm kiểm soát trên lục địa rộng lớn chinh phục thử thách bảo vệ vây thành. Rise of Kingdom cung cấp một chiến trường thực tế mới nơi chiến lược là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Mỗi nền văn minh có các loại quân lính yêu nhược điểm khác nhau. Chiến thắng không đơn giản chỉ là đổi tài nguyên và nâng cấp quân lính. Mỗi chỉ huy trong Rise of Kingdom đều là một nhân vật lịch sử với những câu chuyện của riêng họ, từ Caesar đến John of Arc, từ tôn tử đến Minamoto Yoshitsune, từ Tào Tháo đa nghi cho đến Quan Vũ dâu dài. Nhưng trong game đều là để bạn dẫn dắt đến <laughs> vinh quang. Mỗi nền văn minh lại đi kèm với phong cách kiến trúc riêng, người chơi có thể tự do sắp xếp và trang trí thành phố của mình. Rise of Kingdom cũng sử dụng công nghệ tiêu điểm vô hạn để mang đến thế giới rộng lớn liên mạch người chơi có thể thỏa sức khám phá và chinh phạt cùng anh em bạn bè. Hãy tham gia Rise of Kingdom và trở thành một phần của liên minh, kết thêm bạn mới qua từng trận chiến, thể hiện sức mạnh của Việt Nam và đừng quên dùng mã ROK Command để nhận được nhiều phần quà giá trị. Trở lại với câu chuyện thì sau khi dẹp được loạn khăn vàng thì cội nguồn của vấn đề nó vẫn ở đấy là 10 tên không sim siêu tham nhũng gọi là thập thường thị. Hội này thì có một nhóm anti do anh trai hoàng hậu là Hà Tiến cầm đầu. Còn có cả Tào Tháo và bạn học cũ là Viên Thiệu, một người có truyền thống ba đời làm quan to. Tuy đưa được cháu trai Hà Tiến lên ngôi, tức là Hán Thiếu Đế, nhưng mà phải làm gì tiếp theo thì họ cũng chả biết. Thế là Hà Tiến có một nước đi vào lòng đất là gọi một tướng ngoài biên ải là Độc Trác đưa quân về kinh. Đám thái giám thấy tự nhiên có đạo quân lớn từ đâu chui ra lại biết ngay có biến, liền làm loạn trong cung, úp sọt giết Hà Tiến. Tháo và Thiệu thấy thế, thế xông vào đồ sát Thái giám nhưng mà đã quá muộn, vài tên đã trốn thoát, đem cả vua và em trai theo làm con tin. Mấy tên này thì sau đó chết trong đám loạn, hai anh em vua thì lạc trong rừng rồi đồng trác đón được. Thế là tự dưng trác lập được công to, cứ thế mà thao túng triều đình. Em vua là Lưu Hiệp thì thông minh, bạo dạn hơn thằng anh. Đồng trác thích lắm nên là muốn phế ông anh để lập ông em. Nhưng một ông quan to khác là Đinh Nguyên phản đối Thế là hai ông đánh nhau và đồng Trác thua Dù là quan võ đánh quan văn Chỉ vì tin bên kia là có tương lỗi là Lữ Bố con nuôi của Đinh Nguyên Tuy nhiên thì cuối cùng con nuôi lại hóa con báo Lữ Bố phản bội cắt tiết Đinh Nguyên trong đêm Chỉ vì một ít tiền và một con ngựa nhưng mà con ngựa này là ngựa xích thố, ngựa gọi là xịn nhất Tam Quốc. Có lữ bố bên cạnh, đồng trác thì bây giờ là bố. Trác giết vua, giết thái hậu, rồi đưa Lưu Hiệp lên ngôi, tức là hán hiến đế. Và tất nhiên thì vua này chỉ là bù nhìn Còn đồng trác thì mới nắm thực quyền Cũng có vài ông quan chống đồng nhưng mà không dám làm gì Tại vì sợ lữ bố Thế là Tào Tháo bảo là để tạo Tháo mượn quan tư đồ vương doãn thành bảo đao bảy sao Rồi đi gặp đồng trác lúc mà trác đang nghỉ trưa Tháo rút đao ra nhưng mà chưa kịp chọc tiết Thì bị trác phát hiện Thế là giả vờ tặng cho trác đao Rồi tút khỏi kinh đô đi luôn phải mất một lúc thì não chác mới lốt được là Á à, chó định ám sát mình thế là cho người đuổi theo một ông quan địa phương là trần cung bắt được tào tháo nhưng mà nghe tháo trình bày xong thì cũng trốn đi cùng tào tháo luôn sau đó thì họ gặp một người bạn của gia đình tháo và được cho ở nhờ tháo lúc này đang bị truy nã nên là hoang tưởng nghe người trong nhà bàn chuyện mổ lộn lại tưởng là người ta định giết mình thế là giết luôn cả nhà người ta cho nó cẩn thận Xong nhìn thấy con lợn thì mới thấy quê Và chống chế là thà ta phụ người chứ không để người phụ ta Trần Cung thấy tởm qua nên thôi bỏ đi Tào Tháo sau đó về quê một mình rồi đăng tin tìm, tìm đồng bọn, thế là 18 lộ trừ hầu họp lại thành một liên minh chống đồng Trác, Viên Thiệu được bầu làm thủ lĩnh tại vì là con ông cháu cha. Tưởng là 18 chọi một thì sẽ đánh nhanh thắng dễ nhưng mà không ngờ là đến ải dĩ thủy thì đã bị tướng của Đồng Trác là Hoa Hùng chặn đường gạ kèo solo. Lần lượt các tướng của liên Quân nhận kèo nhưng bị đánh chết hết. Tưởng là không ai dám ra nữa thì quan vũ sung phong. Nhưng mà lúc này vẫn còn vô danh tiểu tốt nên phải bảo là nếu thua thì chặt đầu anh tao đi thì mới được ra đánh. Tào Tháo thấy ngầu quá xìm luôn nên là rót một ly rượu ấm mời quan vũ. Vũ bảo đây đấy, phi ra chặt đầu Hoa Hùng rồi trở lại khi mà rượu vẫn chưa nguội nhưng mà hoa hùng thì chỉ là boss vụ thôi còn boss chính là lữ bố ở Hải hổ lao quân lên quân thì bị lữ bố đập như mũi chủ của anh em lưu bị là công tôn toản bị lữ bố lùa như gà may là có trương phi lao ra cứu phi mạnh nhưng mà chưa bằng bố nên là quan vũ nhảy vào hội đồng lưu bị cũng xông ra đánh cho nó vui và cố tỏ ra là mình có ích ba đánh một một lúc thì lữ bố mệt nên là về nghỉ nhưng mà nhìn thì có vẻ là giống đánh thắng nên là tinh thần liên quân lên rất cao đồng trác lúc này nghĩ là đánh không lại rồi nên là quyết định là đốt kinh đô lạc dương để rời về trường an kinh đô cũ thời tây hán khi mà liên quân vào đến nơi thì lạc dương chỉ còn là một đống đổ nát bộ tướng của viên thuật là tôn kiên đã tìm được một ngọc tỷ truyền quốc trong một cái giếng tin đồn lan ra khiến lên quân vốn đã căng thẳng liền tự tan dã chỉ có tào tháo là dí đánh đồng trác bằng được nhưng mà bị phục kích nên là phải thoái lui còn lại thì ai về nhà nấy tôn kiên thì về quê ở trường sa nhưng mà viên thiệu thèm ngọc tỷ nên là sai lưu biểu chặn lại Tôn Kiên bị lưu biểu dụ và ổ mai phục mà chết Con trai 17 tuổi là Tôn Sách phải lên làm chủ gia đình Dù còn trẻ nhưng mà cũng đủ khôn để biết là thôi đình chiến nằm im chờ thời sau khi liên quân tan rã thì mọi thứ thoái hóa thành chủ nghĩa quân phiệt Các chư hầu cai trị ở địa phương như vua con và đánh chiếm lẫn nhau Đến cả lãnh đạo như là viên thiệu cũng đem quân đi đánh công tôn toàn Toản thì ngoài Lưu Quan Trương thì còn có Triệu Vân để biêu chuyện ở chỗ này. Trở lại với Đồng Trác thì có vẻ là cuối cùng cũng an toàn. Nhưng mà Vương Doãn không nghĩ thế. Doãn có một con gái nuôi vô cùng xinh đẹp tên là Điêu Thuyền. Nên là lôi ra hứa gả cho Lữ Bố. Nhưng mà lại đem dâng cho Đồng Trác. Và bơm đẻo với Lữ Bố là Đồng Trác cướp người. Thế là Lữ Bố lại hóa báo đi giết bố nuôi. Lần này là vì gái. không? Well, anh hùng thiên hạ thì vẫn không bằng một cái bộ hạ xinh xinh. Dân Trường An ăn mừng đồng trác chết to lắm, cắm cả bấc và rốn trác để châm lên làm đèn, đèn cháy đến vài ngày tại vì đồng trác quá béo. Tuy nhiên thì một khoảng trống quyền lực được tạo ra, lâu la của đồng trác dồn hết về Trường An để giành phần. Lữ bố lúc này về phe vâng doãn nên là lao ra chặn địch, nhưng mà ông này đầu óc đơn giản, bị rụt ra xa và bị cắt đường tiếp tế từ trong thành, thế là lữ bố phải đi chạy trốn. Và bộ đôi lý thôi, quắc dĩ, ngoi lên nắm quyền, giết vâng doãn và tính đường phế vua lập quốc nhưng mà quần hùng cát cứ trên danh nghĩa thì vẫn là trừ hầu nhà Hán. Chức vị và quyền hạn đi kèm vẫn cần sắc phong của triều đình, nếu không thì sẽ bị coi là phiến quân và bị tất cả úp sọt. Nên là muốn thay đổi triều đại thì phải loại bỏ dần ảnh hưởng của vua Hán theo thời gian. Và cũng còn những vấn đề khác cần quan tâm như là sự trở lại của quân khăn vàng. Vụ này thì lý thôi, lệnh cho Tào Tháo đi xử lý. Chiến dịch của Tào Tháo thành công rực rỡ, bắt được 300.000 lính khăn vàng và chọn những người giỏi nhất tuyển vào quân của mình. Và lúc này thì ảnh hưởng của Tào Tháo tăng lên rõ rệt, biến luôn Duyện Châu thành căn cứ mới. Rồi mời bố là Tào Tung đến tham quan để flex cái thành quả của mình. Thứ sử từ Châu là Tào Khiêm thì muốn làm thân với Tháo. Nên là cắt cử một vệ sĩ riêng cho Tào Tung. Ai ngờ tên này lại là một cựu khăn vàng đang bất mãn. Thế là cướp sạch và tàn sát cả gia đình Tào Tháo. Khiến Tháo nổi giận và tiến đánh Đào Khiêm. Khiêm cầu cứu tướng quốc Bắc Hải là Khổng Dung. Nhưng mà Dung đang bận nên là ao suộc sang cho Lưu Bị Lúc đó vẫn đang làm quan nhỏ Lưu Bị xuyên qua vòng vây của quân Tàu Đến được chỗ đào khiêm Nhưng mà rõ ràng là chơi vũ lực với quân Tàu là tự sát Nên là Lưu Bị gửi thư bảo là Tào Tháo rút lui đi Thế mà Tháo lui thật Chả hiểu kiểu gì thực ra là do lữ bố móc lốp căn cứ của tháo nên là tháo phải về những người từ châu thì lại nghĩ là công của lưu bị nên là khi đào khiêm ốm chết thì bị được đề đạt lên làm thứ sử mới lại nói về lữ bố thì sau khi bị đuổi khỏi trường an lang thang khắp nơi nhảy gióp nhiều nhưng mà đi đến đâu thì cũng bị ghét cuối cùng thì bắt tay với trương mạc để tấn công tào tháo nhưng mà giờ thì bố đã có trần cung co vờ cho cái sự rốt của mình nên là đáng gờm hơn nhiều còn phục kích được cả tào tháo tuy nhiên thì nội lực của tào tháo vẫn mạnh hơn đánh qua đánh lại một thời gian thì cũng đuổi được lữ bố đi lữ bố cùng đường lại chạy đến chỗ lưu bị bị biết là nhờ bố thì trước đây bị mới thoát được tháo nên là đón tiếp bố dù bị trương phi phản đối còn tào tháo thì đã hay lại còn hên lý thôi quách dĩ lại quay sang đánh nhau nên là hán hiến đế gửi thư cầu cứu tào tháo rồi chạy đến đống đổ nát lạc dương nhờ sự bảo vệ của tư hoảng thế là tào tháo không những đón được vua mà lại còn bổ sung thêm một tướng mạnh vào đội hình nói chung là có vua trong tay để như chơi game được dùng chip tào tháo muốn sai ai làm gì cũng được và lệnh đầu tiên là phong cho lưu bị làm thứ sử chính thức của từ châu với điều kiện là phải giết lữ bố trong lúc đó thì bố đến rủ bị đi nhậu trương phi nhìn thấy lữ bố thì nhảy vào anh luôn tuy lưu bị ngăn lại kịp và nói là không có ý để tào tháo thao túng nhưng mà sự dạn nứt giữa bị và bố cũng đã hình thành sau đó thì tào tháo lệnh cho lưu bị là tấn công viên thuật bị thì không thể trái lệnh vua nên là miễn cưỡng đồng ý và để trương phi giữ nhà trước khi đi thì có bắt trương phi hứa là không được uống rượu nhưng mà Trương Phi thì vẫn là Trương Phi Nhậu say xong lại đánh nhau với Lữ Bố Rồi bị Lữ Bố đánh cho bỏ chạy Thế là mất luôn từ châu Lưu Bị thì cũng không trách thằng em Nhưng mà giờ thì có địch ở cả hai phía Thì đoạn này khá là phức tạp Tại vì không ai hiểu là Lữ Bố đang nghĩ cái gì Khi mà viên thuật dụ Lữ Bố đánh Lưu Bị Thì Lữ Bố lại nhận bị làm thuộc hạ Liêu Bị thì cũng miễn cưỡng đồng ý không đi chết. Về phía Viên Thuật thì con Tôn Kiên là Tôn Sách cũng đang bất mãn không muốn phục vụ Thuật nữa nên là đem Ngọc Tỷ đổ lấy 3000 quân và 500 con ngựa. Lấy lý do là đi giải quyết ân oán với Lưu Giao ở phía Nam. Viễn thuật thì cũng không thông minh cho lắm nên là ok Thế là tôn sách cùng người em kết nghĩa là Chu Du, Nam Tiến Và chiếm được một vùng đất lớn ở Giang Đông Từ đó chàng trai 20 tuổi tôn sách được gọi là Tiểu Bá Vương ở phía Bắc thì Viên Thuật vẫn kèn cựa về Lưu Bị, vẫn gửi quà cáp các thứ cho Lữ Bố để mặc kệ Lưu Bị nhưng mà bố từ chối. Nhưng Viên Thuật không bỏ cuộc, lần này thì đòi Lữ Bố gả con gái cho con trai của mình. Lữ Bố đang nghĩ thì có tin là bị Trương Phi trộm ngựa, thế là quay xe đánh Lưu Bị luôn, khiến Bị phải chạy tới hàng Tào Tháo. Tào Tháo lúc này cũng gặp phải một sự cố, vì là Tào Tháo khá là mê gái mà đặc biệt là gái có chồng. Khi ấy thì mới tuyển được một tướng là Trương Tú, Chú của Tú thì mới qua đời Nên là Tào Tháo tăng tiệu với cô của Tú Khiến Tú cảm thấy là ôi chói phức phạm tao Thế là bầy mưu phục kích Tào Tháo Tháo thoát ra được nhưng mà phải hy sinh vệ sĩ trung thành Điển Vi Và con trai cả Tào Ngang Còn Trương Tú bị đánh bại và chạy đến chỗ của Lưu Biểu Đúng lúc này thì viên thuật lên cơn ngáo Tự xưng là hoàng đế Và như đã nói thì vua Hán vẫn còn ở đấy Làm như vậy là cực ngu thế là tất cả mọi người đều nhắm vào viên thuật từ lữ bố tào tháo đến cả tôn sách đều kéo quân đến đánh cho viên thuật tan tác luôn trong chiến dịch này thì tào tháo đã bắt lưu bị và lữ bố hòa giải xong rồi còn nhận thêm nhiều tin tốt nữa đó là lý thôi quách dĩ bị chính người của mình giết rồi cũng chính cái đám này kéo nhau đến hàng tào tháo luôn giờ thì đã có thể tập trung vào lữ bố tào tháo gọi ngay cho tay trong lưu bị nhưng mà sự việc bại lộ thế là bố đánh phủ đầu bị luôn lưu bị lạc mất anh em nên là phải chạy về chỗ tào tháo Đoạn này thì có một chi tiết mà tôi không muốn bỏ qua Đó là Lưu Bị gặp người thợ săn Lưu An trên đường và được mời ăn An không có gạo nên là phải nấu vợ để đãi bị Sau khi nhận ra thì bị chỉ biết đau buồn khóc lóc cảm ơn An rồi rời đi Sau này Tào Tháo biết chuyện thì thưởng vàng cho Lưu An vì trung thành Nghe thì có vẻ dị nhưng mà đây được coi là một bài học giáo dục công dân về lòng trung thành Trong nhiều điển tích Trung Quốc thì các nhân vật thường hy sinh người thân vì lợi ích lớn lao hơn Chắc thế nên là đôi khi ranh giới giữa kẻ ác và lòng chung là không rõ ràng trở lại với lữ bố thì rõ ràng là lữ bố chỉ giỏi solo còn về chiến thuật các thứ thì thôi bỏ qua nên là lữ bố chỉ có thể đóng cửa thủ nhà hàng tháng trời nhưng mà lính miền bắc trung quốc thì thường là không biết bơi thế là khi mùa lũ đến tào tháo chặn sông đổ nước vào thành quân lữ bố không chịu được phải bắt chủ nộp cho tào tháo trần cung thì đàng hoàng chấp nhận bị hành quyết còn lữ bố thì khóc lóc xin tha nguyện làm trâu làm ngựa cho tào tháo nhưng lưu bị đằng sau lại bơm đều là không tin được thằng này đâu bác ơi thế là tháo giết bố một thuộc tướng của lữ bố là trương liêu được lưu bị và quan vũ xin tha vì là người tốt kiểu thế và lịch sử đã chứng minh là trương liêu sẽ trở thành một trong những tướng vĩ đại nhất của nhà ngụy nhưng đấy là chuyện sau này còn chúng ta đang nói về hồi kết của lữ bố người tàu có câu lữ bố trong loài người xích thố trong loài ngựa lữ bố và xích thố là những cá thể nổi trội nhất trong loài của mình nhưng mạnh đến đâu mà đâm sau lưng người ta mãi thì cũng bị hội đồng đến chết bài học rút ra là nếu muốn thành công thì đừng có bố láo khốn nạn gian thì được nhưng mà đừng khốn nạn sau khi đánh bại Lữ Bố thì Tào Tháo trở thành ngôi sao số 1 server, nhưng quân phiệt nào cũng có tham vọng và Tào Tháo cũng thế. Hiến Đế tuy bất lực nhưng mà cũng không phải là ngu nên đã viết một bức chỉ dụ để chống ảnh hưởng của Tào Tháo, rồi giấu vào thắt lưng đưa cho bố vợ là Đổng Thừa đi bưu tim. Trong tim thì nổi bật có Lưu Bị Tuy đã được công nhận dòng dõi nhưng mà vẫn bị giam lỏng ở hứa xương vì Tháo đã nhận ra tham vọng của Bị. Trong một bữa nhậu Tháo có nói với Bị là anh hùng thiên hạ thì chỉ có tôi với ông. Thế nên là Lưu Bị biết mình phải trốn đi càng sớm càng tốt nên là xin Tào Tháo cho đi dẹp tàn dư của Viên Thuật. May mà Tháo đồng ý. Nhưng mà Viên Thuật thì lại không chết dưới tay của Lưu Bị mà chết đói tại vì không ăn nổi thức ăn của lính. Yêu cầu cuối cùng của Thuật trước khi chết là được ăn một bữa 800k và tất nhiên là quân lính không có. Còn Lưu Bị thì đã xong việc rồi nhưng mà không về với Tào Tháo mà chiếm đóng luôn lãnh thổ cũ của mình tại Từ Châu. Sau đó thì Lưu Bị rủ Viên Thiệu cùng chống Tào Tháo theo lệnh vua. Thiệu luyền thuê một content creator về làm một bài bóc phốt Tháo liệt kê một loạt hành vi tàn độc và tội giữ vua làm con tin. Vì Thiệu cũng là một KOL có tiếng, Tào Tháo bị ảnh hưởng không ít bởi cuộc chiến truyền thông này và phải dành rất nhiều thời gian và nguồn lực để xây dựng lại hình ảnh. Ví dụ như là tha cho Trương Tú, dù Tú đã giết vệ sĩ và con trai mình, rồi cố gắng kết nối với Lưu Biểu nhưng mà không được cũng may là nhờ chứng đau nửa đầu mãn tính của mình mà tào tháo đã bắt được một bác sĩ đang cố đầu độc mình rồi lần ra được đồng thừa và chỉ dụ của hiến đế Thế là tháo xử tử tất cả những kẻ đồng lõa tìm được trong cung, một kẻ khác mà Tào Tháo phát hiện ra là Lưu Bị nên là tháo đi đánh Lưu Bị, đánh sát phạt luôn trước khi bị trở thành mối đe dọa to lớn hơn. Lưu Bị lúc này tất nhiên là không đánh được Tào Tháo. Viên Thiệu thì bận chăm con ốm nên là không gửi tiếp viện nên là Lưu Bị nhanh chóng bị đánh cho tơi bời, bỏ chạy khắp nơi. Bản thân bị thì cũng mất tích chỉ còn Quan Vũ ở lại bảo vệ hai bà chị dâu. May là Tào Tháo lại vốn sim Quan Vũ từ lâu nên là hạ lệnh không được giết và sai Trương Liêu đến khuyên hàng quan vũ lúc này thì đã sẵn sàng đánh nhau đến chết rồi nhưng mà trương liêu nhẹ nhàng lại ôi bạn ơi bạn không sống đi chị cho bạn gửi cho ai thế là quan vũ chấp nhận đầu hàng với ba điều kiện một là vũ chỉ phục vụ vua hán không phải tào tháo hai là vũ được tự sắp xếp an ninh cho các chị dâu ba là vũ được phép rời đi khi có tin của lưu bị nghe thì có vẻ là bố láo nhưng mà tào tháo đã xin rồi nên là vẫn đồng ý sau đó thì tào tháo làm mọi cách để lấy lòng quan vũ từ tiền tài địa vị cho nhà royal city cho xe Porsche, ý là con ngựa xích thối nhưng mà vũ vẫn giữ tấm lòng son về lưu bị nhưng mà không có nghĩa là vũ không báo đáp tháo trong cuộc đại chiến miền bắc giữa tào tháo và viên thiệu thì tướng nhan lương của thiệu đã giết một số tướng giỏi của tháo thậm chí là còn đẩy lùi được cả Từ hoàng thế là quan vũ đích thân ra trận chém phát chết luôn nhan lương ngay sau đó thì một tướng khác của viên thiệu là văn xú xuất trận tào tháo bẫy được văn Sú trong một cuộc phục kích nhưng mà xú đẩy lùi được trương liêu và từ hoàng để bỏ chạy thế là quan vũ trên con xích thố dí thật nhanh đến chỗ văn xú cười cười bảo là đi đâu đấy bạn này rồi chém phát chết luôn mất đi hai mạnh tướng quân viên thiệu bị tổn thương tâm lý nặng nề đúng lúc đó thì quân khăn vàng một lần nữa lại nổi dậy tại nhữ nam quan vũ được giao nhiệm vụ đi xử lý và biết là lưu bị đang ở chỗ viên thiệu trong chiến dịch này quân khăn vàng ở đây thì cũng thực chất là được thiệu và bị sai đi lấy nhữ nam thế là quan vũ giả vờ đổi đánh nhưng mà thực chất là thả cho họ rút lui khi về đến hứa xương để báo cáo lại thì nhận được mật thư của lưu bị thế là xác nhận là lưu bị còn sống quan vũ quyết định rời đi ta tháo đi hứa rồi nên là phải cho đi thôi không bị thành nuốt lời mất mất hết cả hình tượng nhưng mà cấp dưới của Tào Tháo lại không nghĩ thế Nên là quan vũ phải qua năm quan chém 6 tướng để có thể đoàn tụ lại với anh mình Cái phần này thì được chuyển thể thành phim và kịch rất nhiều Nhưng mà tiếc là không có game Nhật Vai Không chắc là phê lắm ấy vì cơ bản là quan vũ vừa đi vừa lập tim trên hành trình của mình khi đi về phía bắc thì thu được liêu hóa một fan lâu năm của quân khăn vàng đến chỗ viên thiệu thì lưu bị đã đi đến nhữ nam khi mà vũ quay lại Nhữ nam thì lại thu phục được một fan lâu năm khác là chu thương rồi tình cờ gặp người em trương phi và bị chửi cho như chó vì phi nghĩ là vũ đã thực sự hàng tàu tình cờ một tướng tàu là sái dương đuổi kịp quan vũ đến đấy thế là quan vũ chém luôn sái dương cho trương phi biết mặt thế thôi hòa giải rồi họ lại cùng nhau đi tiếp đến Nhữ Nam Và được tin là Lưu Bị lại trở về chỗ viên thiệu để họp Cả team lại quay ngược lên phía Bắc Và cuối cùng cũng đuổi kịp Lưu Bị <laughs> hành trình cảm động nhưng mà đuổi nhau tới lui nhưng kho báu quan trọng nhất vẫn là những người bạn tìm ra được trên hành trình lúc này thì lưu bị đã quyết định rời bỏ viên thiệu tại vì thiệu quá thiếu quyết đoán công bằng mà nói thì nhờ thế mà bị mới sống được sau khi mà quan vũ giết ngang lương văn xú nhưng mà nói gì nói tự thân vận động vẫn tốt hơn nên là Lưu Quan Trường lại tách ra không theo ai cả. Trước khi đi thì Quan Vũ nhận nuôi Quan Bình, con trai của một ông dân. Đang đi thì lại gặp Triệu Vân đang lang thang từ sau cái chết của chủ là Công Tôn Toản. Thế là Lưu Bị lại rủ dê nhập hội về Nhữ Nam đóng quân luôn. Còn Viên Thiệu và Tào Tháo thì đang đứng trước đỉnh điểm của trận giao tranh giữa hai người là trận quán độ. Nhưng mà chuyện đó chúng ta sẽ nói đến tiếp trong video sau. Video này sẽ kết thúc tại đây. Tốt là Văn Vở, đừng quên đăng ký Nhi Đồng Bất Não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.